Hello, xin chào mọi người. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cách đi dinh dưỡng cho cây nha mọi người. Thì làm thế nào để sau cái thời gian mình xử lý bệnh của cây á, thì làm thế nào để cho cây nó hồi nhanh nhất. Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách mình bón phân cho cây nha mọi người. Để mọi người thấy xem cái vườn nhà mình sau cái thời gian mình chăm sóc lại. Đó, nhìn nó bắt đầu lên rất là đẹp rồi. Tuy vẫn hơi trơ, nhưng mà từ cái hôm bắt đầu dọn dẹp đến bây giờ mới được một tuần. Mà cây nhìn này mọi người nhìn này, đang ra ngó rất là nhiều luôn. Nhìn lá non này mọi người, rất là đẹp luôn nha. Đấy, mùa hè nhưng mà vườn mình ấy, nó chỉ gọi là cái tình trạng mà hơi vàng lá một tí thôi nha. Nhưng mà đi phân trở lại thì nó lại bình thường rồi nha mọi người. Đây mọi người thấy không? Nó lại xanh trở lại rồi. Đi cho mọi người xem cái chậu này cho dễ này. Đó. Đây, những cái lá cũ nó vàng vàng đây. Đây này. Cái này vẫn còn hiện tượng chấm vàng nhưng bây giờ nó xanh hơn nhiều rồi nha mọi người. Lá non mới ra cực kỳ xanh luôn. Đó. Chủ yếu là dinh dưỡng mình đi nha mọi người ơi. Cách mình chăm sóc. Đó, cách mình tưới nước bón phân. Bên kia thì hơi tối nên quay bên này thôi ha. Cây rất là đẹp luôn. Đó, cây chỉ cần khỏi bệnh cái là nó lên đẹp ngay mọi người ạ. Năm nay mình theo dinh dưỡng của bên vườn dâu của Viện Nông nghiệp á, vườn dâu Triệu Đô. Nên là chăm rất là nhàn luôn á. May trong video này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người loại phân mình sử dụng nha. Hãy ngắm cây một tí nào. Cái ngó này mọi người thấy không? Ngó rất là đẹp luôn này. Hồ ly cũng rất là đẹp luôn nha. Mình vườn mình chỉ đi một loại dinh dưỡng thôi. Dù là cho cây to cây bé lên đẹp lắm. Cây bây giờ mình sẽ đi pha phân nha. Đây chính là cái loại phân mà lúc nãy mình giới thiệu nha mọi người. Phân này là mình được một anh bên viện nông nghiệp hướng dẫn sử dụng nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng phân này. Thì cái phân này thì mình dùng được cho mọi giai đoạn nha mọi người. Mình dùng được cho cả những cái cây rau ăn lá. Phân này thì là chuyên dụng. Phân chuyên dụng chuyên dành cho dâu tây. Mình dùng để chạy nhỏ giọt cũng được, mà mình tưới bình thường, tưới tại cũng được nha mọi người. Cái thùng này của mình là 150 lít. Đấy, mình sẽ pha cái thìa này là 60 ml nha mọi người. Thì mình sẽ pha đầy một cái thìa này luôn, đầy một cái thìa này cho 150 ít nước nha. Phân này thì là mình có bán nha mọi người ơi, tại vì phân này người ta bán bao to lắm, nó không bán lẻ. Nên mọi người muốn thử sử dụng ấy thì mọi người có thể inbox theo số điện thoại bên dưới cho mình nha. Hoặc là bạn nào mà muốn tư vấn kỹ hơn thì mọi người có thể inbox theo Zalo nha, Zalo hoặc là Facebook của mình cũng được. Đó, bây giờ sẽ pha cái khuấy cho nó tan phân ra này. Ừ.
mùa này thì mình sử dụng pha một công thức này cho tất cả các cây, kể cả là cây con hoặc là mô trậu, cây trưởng thành, mình đều sử dụng một công thức pha như này hết luôn. Vì mùa hè cây nó không ăn quá nhiều dinh dưỡng và cây nó cũng không có quả, thế nên là bón dinh dưỡng chủ yếu là để lấy ngó và phát triển lá thôi. Ok, bây giờ đi tưới cây nhá.